để tiếp tục xuống dưới gây áp lực, giúp cho đồng đội lấy thêm những lớp sát trụ. Nhưng đây đại bản tiện tung ra, Boss đang bị tấn công bởi đồ. Đồ ngay lập tức hậu thể phía đồng đội của mình, anh ta bị hất tung lên bởi chiêu cuối của công, bị kéo an tự chính xác, bị xoáy và ta đã nằm. Trong khi đó, một cú xoáy cầu được tung ra nhưng không có thêm sát thương nào cả. Họ dừng lại ở mức là lấy được trụ một đối phương. Cô nạp tung ra chiêu cuối, và chiêu cuối là đủ sát thương để hạ gục được Zero. Và đó là 5 điểm nội tại dành cho Kona. Những Luna bây giờ đang muốn trả thù cho người đồng đội của mình. Nhưng nên nhớ là Nomel quá tập mau. Và tiếp tục là 5 điểm nội tại dành cho Kona với một tình huống kết thúc thành công được Nomel. Thêm một kill. Triple kill. Triple kill dành cho Kona. Để nhắm thẳng vào Nomel. Trong khi đó khu vực trên xong, ta thấy Luna đang tấn công vào trụ, thả cho mình là sứ giả ra đây. Nomel tung ra chiêu cuối, một cú xoáy hai người lẫn tức tốt của Zero. Nhưng ta bị kiệt sức, vẫn còn thiếu một đam nữa. Tốc biến lên để dứt điểm thành công. Và trong khi đó thì sứ giả cũng đã đem về cho họ thêm một trụ một nữa. Và đặc biệt là điểm shutdown này còn dành cho Luna. Còn sứ giả khi nước đang được kiểm soát bởi bên phía của Rooster Wild. Lồng đèn kéo Kizin trở lại. Kizin đang muốn tiếp cận, anh ta bị cầm lặng. Và có một pha xoáy cầu rất hay đến từ vị trí của Zero. Và tối ưu tư cũng đã được tung ra tèo của quá thấp máu. Và cú chiêu cuối từ vị trí của Kona đã dứt điểm được ra tèo. Đóng hộp cũng đã được sử dụng bên phía bên này. Thì Fritz đang quá thấp máu, anh ta đang muốn bảo trụ. Đồ đang muốn ngăn cản vào vị trí của Fritz ngăn. Kizin vẫn phải lên bàn đếm số. Không biết là Zero lấy đâu tầm nhìn cả. Chứ khoan, là pha solo kill cực mạnh ở khu vực đường trên. Và chúng ta thấy là Đồ đang đánh nhau tay đôi với là Fritz. Và có vẻ như ta là người chiến thắng. Sứ giả khai nước được thả đường giữa. Và nó giúp cho bên phía Rooster Wild được lấy thêm một cái trụ nữa. Và nó dứt điểm thành công. Gần mũi cột vua đỏ cho anh ta biết tầm nhìn ở đây. Nhưng khoan, con rồng vừa mới được ăn xong dành cho Liberty. Họ đang muốn đánh nhau tiếp. Đồ còn thấp máu nhưng ta đã bắt đầu chạy được. Trong khi đó bên phía kia những cái lồng bắt đầu được dựng lên. Rất nhiều lồng như nó. Rooster Wild, rồng còn khoảng 40% máu mà thôi. Đại băng tiện tung ra xoáy chỉ trúng một người, nhất đó là Manofrizer. Họ đã bắt đầu tấn công vào đội hình từ bên phía của Liberty. Người rất thấp máu Manofrizer. Và con rồng chỉ còn một chút xíu mà thôi. Rampage dành cho rồng. Đó là Kona. Rồng chỉ còn một chút xíu màu. Ai trừng phạt được? Đó là đội bên phía Rooster Wild. Triple kill dành cho Luna. Và Unstoppable cho ta cộng với con rồng ngang. Và khiến cho Liberty thời điểm hiện tại có rất nhiều rồng. Nhưng ra Rooster Wild đang có thể trận tấn công ở đây. Chỉ còn một bên Fritz để có thể bảo tồn thôi. Bốn người đồng đội của anh ta còn rất lâu nữa mới có thể hồi sinh. Có 4 con ô tô đang tiến vào, 5 con ô tô. Fritz đang nỗ lực để có thể dọn lính. Còn 2 con ô tô, Fritz sử dụng luôn cái đầu bộ cát. Bây giờ Manorizer đã xuất hiện rồi. Fritz đánh ngược lại. Và đó là tối ô tô. Hạ gục được Luna. Và Liberty có thể đánh ngược được trong vào đây. Fritz vẫn chưa bị hạ gục sau bàn cầm kiếm này. Và anh ta hạ gục được Rattel. Một pha phòng thủ điên rồ của Fritz. Hai người của Rooster Wild trên bản đồ mà thôi. Và Liberty có vẻ như đang muốn đánh thẳng vào nhà chiếm đơn vị đối phương. Đã có dây di chuyển đến từ vị trí của Fritz. Liberty có 5 người ở đây. Liên tiếp là những cú làm chạm bị tăng sát tiểu được tung ra bởi Boss. Song thần đã được sử dụng, chưa giải quyết được hết lính. Và Liberty đang bắn nhà. Một pha đồ. Và Liberty đã có được chiến thắng ở trong. Nhưng bên phía của Liberty, cặp đôi này của họ, cái khả năng farm đứng từ xa vẫn là có. Đây là bước tấn công đầu tiên của Kizin. Và Zero chỉ còn nửa máu thôi. Đồ ngay lập tức cũng đến. Kizin cũng đã phải mất đi tốc biến. Đồ tốc biến theo. Đồ bị kiệt sức. Đồ có lẽ sai trong pha này rồi. Và Kona là người có được bà hạ gục. Anh ta tiếp tục tốc biến lên, ăn cái khóa ánh sáng vào đầu. Zero vẫn có thể lùi lại được. Wow, rất hay nha Kona của thủ. Trong khi đó thì những người khác của Rooster Wild đang ép vào trụ trên. Kona nỗ lực để có thể dọn lính. Anh ta lướt trăng non lên, sau đó lướt trăng non về. Anh ta đang bị dồn sát thương. Tốc biến lên trọi rìu cho Đồ. Đồ tiếp tục đá vào người của Boss. Và Boss đã phải lên bàn điểm số. Sau khi mất nào, tốc biến của mình, Đồ cũng đã phải tốc biến đi. Luna liên bị đá bởi Đồ. Nhưng Đồ bây giờ bị tấn công. Anh ta đang phải lùi lại. Thanh trường được xảy ra từ phía xa. Kinji đang đến. Lốc xoáy hấp tung được rất nhiều người. Và vụ đất chết được tung vào trong góc hẹp. Và giao tranh đang được nổ ra. Manofrizer đang đứng từ phía sau. Thủy ngục trúng hai người. Kona có thể là vào. Kona mất đi đồng hồ cát của mình. Bị tấn công bởi Kinji. Luna bị hạ gục rồi. Bên phía của Rooster Wild mất đi sát thương chủ lực của mình. Trong khi đó thì Fritz vẫn còn ở trên bản đồ. Nhưng Fritz bây giờ đang hơi khó để có thể bắn. Kinji đang bị dồn vào trong hang Baron. Đồ đang có giáp vàng. Anh ta đang có rất nhiều những mục tiêu yếu máu ở đây. Kinji đã hạ gục được thêm một người nữa. Trong khi đó thì Đồ đang tấn công vào chiếu người đi đường bên phía đối phương. Đồ né được cú thủy ngục này. Kinji tiếp tục muốn ra đây để có thể kiểm soát lượng máu. Tình huống ăn Baron này của đối phương. Đội hình của Rooster Wild đang tập trung ở đây. Đồ đang vòng từ phía sau. Đồ đã bị phát hiện tầm nhìn. Và Đồ đang lao vào hang Baron. Lao vào là hơi sớm. Đồ ngay lập tức bị lùa ra. Nhưng Kinji đang bị Baron nhổ rất đau. Và tối ưu tư đã được sử dụng. Trừng phạt. Và Đồ đang có mặt ở trong hang Baron. Trừng phạt là thành công. Baron được lấy dành cho Rooster Wild. Và Rooster Wild đang hủy diệt đối phương ở đây. Một người bị kiệt sức. Đó là Zero, nhưng Zero tốc biến sang bên kia. Và Zero quay người trở lại trả khóa ánh sáng. Fritz mới là người gặp nguy hiểm tiếp theo trong pha thi đấu này. Và cơ hội tối thượng được xảy ra. Fritz đã phải lên bàn đếm số. Bên phía bên kia Boss đang biến về. Còn bên này thì Manorizer không còn thế để có thể biến về nữa. Họ đặt cược rằng là ở trong hang Baron không có tầm nhìn đối phương. Nhưng họ quên mất một điều rằng là bên phía của Rooster Wild có rất nhiều cách để lấy được thông tin.
và chiêu cuối của Lurk đã đem cho họ đủ thông tin để có thể cướp được con Baron vừa rồi. Khả năng trừng phạt tuyệt vời của Đồ, và dù Luna đã phải nằm xuống rất sớm trong pha đấu tranh cuối cùng, nhưng họ vẫn còn cái tên Đồ với một cuộc sát thương khủng khiếp đến từ con Camille của mình. Và khó, và nó sẽ gây áp lực về lính khá nhiều cho cặp đôi đường rồng của Rostowai. Đây là một cái răng buộc chính xác. Kéo án tự quay ngược trở lại, kiệt sức vào người Senna, vẫn đang muốn đánh tới. Và cặp đôi bên phía Rostowai túc biến bên phía bên kia tường. Luna còn một hit nữa mới khởi dứt điểm được. Trong khi đó No Man bị đánh thường bởi Mano Fraser, và ta đã chỉ có điểm hai gục đầu tiên. Đây sẽ là điểm hai gục thứ hai khi mà con Xin Yao Kizin đã đến. Đây cả một cú lốc xoáy hất tung được hai người, hắc ám soi rồi được xảy ra. No Man sử dụng công thể đánh chém hai người, và Yasuo đang bắt đầu lao vào trăng trỗi. Mano Fraser còn một chút máu thôi, anh ta đã bị hạ gục rồi. Bên phía bên này bán nguyên thương được sử dụng từ vị trí của Kizin. Kizin lùi lại được với một chấm máu của mình. Luna cũng chỉ còn một ít máu, anh ta ràng buộc được vào người của Fricks bên phía bên kia, nhưng Fricks vẫn đang sống sót được. Đội hình của Roster White đang bị lùa chạy khắp nơi ở đây. Nhưng bây giờ thì Kona đến, Kona còn đầy đủ lượng máu của mình ở đây. Và Kona có một cú điêu để cho những người lập đội của mình đưa đầu lên trước, để cho Manfire hút, sau đó thì ta mới lao vào. Ủa, đây là tố hồ tương gửi ra từ Fricks, bắt vào được vị trí của Luna. Luna không thể dậy được, và không thể cảm phải trúng hai người, trăng trối lao vào. Và Zero đang bắt đầu chém rất lực. Bây giờ anh ta bị kiệt sức, ta đã truy đuổi ở vị trí của Manofizer. Manofizer tung ra án tử, sau đó lưỡi hai xoáy được, không giúp cho Manofizer sống được. Và Kona cũng đang phải lùi lại với một chấm máu. Bên phía bên kia Kizin bị tấn công, và Ratel có được mà hạ gục sau pha đại thử thách ngay lập tức. Nhưng khoan, họ đang muốn đánh ngược trở lại. Chiêu cuối tôi thường tung ra, Rick đang tạm thời cầm chân được, và timing rất tuyệt vời, kéo án tử ngay khi lồng đèn vừa hết. Tuyệt vời đến từ Mano Fraser, bàn tay rất lạnh. Nếu như các bạn không biết cái tên anh ta, xác Mano Fraser cũng đã lùi lại được thành công. Và Nobel đang chọn góc để có thể lao vào. Kinzin là người lao vào trước, và lôi thương là chính xác. Kinzin bị hất tung lên, anh ta sử dụng bán nguyên thương bên phía bên này, không thể cảm phản của đơn đường. Nobel sử dụng Zero cũng đã sử dụng trang trối của mình, hắc ám soi rồi được bắn ra. Bên phía của Liberty mất đi Kinzin rồi, và Rose White đang tràn lên. Ratel đang tấn công, Boss đang phải bỏ chạy, Kona cũng là như thế. Mano Fraser đang phải hỗ trợ cho hai người này để có thể lùi về. Kona đang bị tấn công, mất đi đồng hồ cát của mình. Boss cũng là như vậy, hất tung được, đó là vào vị trí của Boss, đó là Zero. Sau đó ta có được bà gục, và ba giao tranh này thì Roster White trụ của họ là rất đáng nể, đặc biệt là Fura cùng với là Yasuo. Và đây sẽ là chiến thắng dành cho hạt giống số 1 khu vực Hàn Quốc, họ sẽ không phải xuống nhánh thua. Tình huống mà bên phía của Liberty mất bình tĩnh, và sau đó thì